Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Luyện Thư Pháp cùng Lâm Ngọc Hiếu. Hôm nay tôi viết thì phạm với quý vị và các bạn một bức thư pháp với kiểu chữ Gothic. Nội dung ta viết một câu nói hay bằng tiếng Anh. Nội dung như sau: Life is not fair. Get used to it. Câu nói này của tỷ phú Bill Gates. Nghĩa của nó là cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp như ta tưởng. Hãy làm quen với nó. Ta sẽ viết bằng bút lông bẹt trên giấy mỹ thuật với mực tàu. Ta sẽ cảm nhận bức thư pháp này ở mấy khía cạnh. Thứ nhất là chúng ta luyện viết kiểu chữ Gothic, là kiểu chữ đẹp, cổ xưa và kinh điển. Nhưng ta viết tự do và mềm mại, phóng khoáng hơn. Thứ hai là chúng ta thưởng thức và vận dụng ý nghĩa của câu nói. Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng tốt đẹp như ta mong muốn. Tựa như đường đi không phải đoạn đường nào cũng bằng phẳng. Chúng ta hãy làm quen với nó và tiến lên phía trước. Để làm việc và học tập đạt được mục đích của mình đặt ra. Life is not fair. Get used to it. Quý vị và các bạn nếu thấy thích bức thư pháp này có thể tải cái file gốc về để in bằng cách liên hệ với Lâm Ngọc Hiếu qua email hoặc Zalo. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo với những nội dung
phong phú và thiết thực hơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Luyện Thư Pháp, Lâm Ngọc Hiếu.